Lòng lương thiện nên đi cùng lý trí. Sống ở đời phải có lòng lương thiện, nhưng mà lương thiện nên đi cùng với lý trí. Khi nào nên làm người tốt, tốt với ai? Lòng tốt mà đặt không đúng chỗ sẽ vô nghĩa. Lòng tốt mà đặt không đúng người thì họ chẳng những không trân trọng mà còn coi mình là kẻ ngốc. Hiền lành tử tế mà đặt không đúng người thì chỉ nhận lại sự coi thường thay vì lòng biết ơn. Trên đời này không ai phải có nghĩa vụ phải tốt với ai cả. Người ta đối tốt với mình chẳng qua vì cái nghĩa, cái tình và có qua có lại. Bạn dành lòng tốt của mình cho một kẻ vô ơn thì chẳng khác nào đổ nước vào một cái giếng không đáy. Tệ hại hơn, họ còn lợi dụng lòng tốt của bạn để làm những điều sai trái. Lòng tốt mà đặt sai chỗ cũng giống như việc bạn đối xử tốt với một con sư tử và nghĩ rằng nó sẽ không ăn thịt mình. Cho nên, ở đời, lương thiện nên đi cùng lý trí. Lòng tốt cần phải đặt đúng người.